Dạ con xin mến chào tất cả quý cô chú, rất vui được gặp lại quý cô chú ha. Hôm nay thì con mời quý chú mình tiếp tục xem một clip mới với con trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Thì con ghé lại vườn của anh Út quý cô chú, có địa chỉ tại xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long ha. Đó, thì cảm ơn quý chú đã ủng hộ trên cái clip trước. Hôm nay thì anh cũng sưu tầm về một số cây đẹp nha quý chú, để giao lưu cùng quý cô chú. Cũng rất mong quý chú xem ủng hộ cho anh clip này nữa. Đó thì trước mắt quý chú là kim quýt ha, những cái cây kim quýt cổ thành phẩm rất là đẹp luôn. Rồi con sơ lược cái cho mình xem nha. Bên trong này có con cây đẹp quá nè quý chú. Đó. Mấy cây này thì mình chơi một cặp cũng được, mà một cây cũng đẹp nha. Một số cái cây mai chú thủy. Rồi này có được cây khế gần nữa nè quý cô chú. Khế gần. Mấy cái phôi mai chú thủy giống như những clip trước ha, lùng lực. Rồi có một số cây sam trái mini dễ thương ha, của nhà tự làm. Đó, nhà trồng lên. Thì con mời quý chú mình cùng gặp lại anh Út ha, để ảnh báo giá cho mình lựa chọn nha. Rồi em chào anh Út ơi. Rồi anh chào Khánh. Dạ. Chào quý cô chú yêu bonsai trên mọi miền. Thì hôm nay em có về một số cây về để giao lưu với quý cô chú. Em cũng cảm ơn mấy cô chú đã ủng hộ em mấy clip trước. Dạ. Thì bữa nay em có khế gân kim quýt. Mấy cây kim quýt đẹp lắm quý cô chú ơi. Rồi. Trước tiên mã số 1 là một cây khế gân. Nhắc số điện thoại giùm em cái được đúng rồi. 0385845428 cũng là số Zalo. Dạ. Rồi, thôi mình vô luôn nè. Mã số 1 một cây khế gân anh ha. Một cây khế gân, khế gân nu. Đây quay cho em vòng luôn. Dán này mình phối sau này mình chơi dán đổ được anh ha. Được, dán đổ được. Cây dán đổ. Đặc biệt là em thấy cây này khá là sạch ha Nút. Sạch. Sạch liền lạng quý cô chú. Không có bị thẹo một cái chân anh hả? Không không, không có thẹo một gì hết. Không thẹo một luôn quý chú. Đó. Sạch sẽ. Không thẹo một. Rồi em xin chào thông số. Rồi giúp em luôn. Mình có thể lấy bên đó cũng được mà lấy bên đây cũng được nha quý chú. Nó em đo với cái cũ nó bè là nó được 78, cũ 78. Còn cái quỳnh thân đo ngay chỗ này. Cái eo chỗ này là nó được 37. Dạ rồi. Từ mặt đế lên chiều cao lên tới đây là nó được 44. Còn cái cành đổ nó từ thân chủ nó xuống đây là nó được 38. Dạ. Đó, thì em cắt vậy này về mình có vì quý cô chú minh biến gì đó thì tùy. Dạ. Rồi cho em vòng nó báo giá luôn đúng rồi. Nhiêu ra anh cây này? Rồi mã số 1 này là 2 triệu. 2 triệu anh ha. Rồi. Dạ, sạch sẽ của chú, không có bị lũ mục gì chơi nghe của chú. 2 triệu. Rồi, đổi giúp em luôn. Này anh chơi cũng chơi có một mình ha. Rồi, mã số 2 là một phôi linh sam, sam hình. Phôi sam sam hình. Thì cây vậy thôi, sống khỏe anh ha. Cây thì em bao sống bao ship nha quý cô chú, ship toàn quốc, ship toàn quốc. Rồi đây giữ vị trí này luôn đâu quá. Rồi em đo ngay cái cũ nó đây là quỳnh đây được 39, còn cái quỳnh thân ở vị trí này là nó được 31. Dạ rồi, ngay cái đó là 31. Chiều cao đây nó được 22. Rồi quay cho em vòng luôn. Nhiêu đây anh cái này? Rồi mã số 2 này xin giao lưu quý cô chú là 900.000. 900. Dạ rồi. Tiếp tục giúp em luôn. Số 2. Rồi tiếp tục mã số 3 cũng là một phôi linh sam, sam hình. Dạ, sam hình luôn. Sam hình luôn. Phôi rất đẹp nha quý cô chú. Bao sống khỏe luôn. Dạ. Phôi đẹp sống khỏe. Rồi, qua đây luôn anh. Rồi, vị trí này luôn giúp anh ha. Rồi em xin chào thông số, em đo ngay cái cũ nó ngay ở vị trí cái cũ nó đây là nó được 41. Còn ngay cái eo thân. Eo thân nó ngay chỗ này là được 29. Dạ. Còn từ gốc nó tới cái đỉnh này là nó được 36. Rồi. Nhiêu đây? Rồi xin giao lưu quý cô chú là cũng 900.000. Mã số 3. Dạ. Rồi đổi giúp em luôn ha. Dạ.
Đây phôi mai chiếu thủy. Tiếp tục mã số 4 là một phôi mai chiếu thủy. Da đen, lá lớn anh ha. Da đen, lá lớn. Này mình chặt đầu đinh vô chỗ mình nuôi dàn chân đế. Đó, đế nó đều anh ha. Đế đều hết chú ơi. Em còn có 3 cây à. Rồi em xin vào thông số. Rồi vị trí này nó được 36. Từ mặt đế lên tới cái thân mẹ nó là được 30. Đế thì đều gan hết trơn heo chú. Gan đế to lực đều. Em xin giao lưu quý cô chú là 900.000. Mặt cắt kéo tốt chú, bịch giấy bạc. Dạ. Rồi đổi anh ơi. Tiếp theo luôn. Mã số 5 cũng là một phôi mai chiếu thủy. Lá lớn, da đen. Cây này lùng lực chứ lắm nha quý cô chú, đế rất là đều. Lùng hơn cây kê luôn anh ha. Rồi em xin vào thông số. Em đo vị trí này là nó được 32. Chiều cao nó được 16 lên tới thân chủ nha quý cô chú. Dạ. Còn cái đường kính đế được 25. Rồi. Rồi em xin giao lưu với cô chú cũng là 900.000. Dạ rồi, tiếp tục luôn. 900. Cũng còn có 3 cây thôi hả chú, cái lô này anh giao lưu cũng khá nhiều ha. 3 cây rồi tiếp tục luôn. Mã số 5. Nhưng mà cái lô này một coi da đen lá lớn. Đế đều đẹp lắm nha quý cô chú. Dạ. Rồi em xin giờ thông số. Đo vị trí này là nó được 30. Chiều cao lên tới đây là nó được 19. Rồi. Rồi mã số 5 này xin giao lưu với cô chú là 800.000. Dạ. Rồi 800.000. Mà mình xem mấy cây nhỏ trước nha chú, mấy cây to to ảnh giao lưu sao ha. Rồi tiếp tục là cây sâm núi trái. Sâm núi trái. Là mã số 6. Cây gián đổ anh ha. Gián đổ. Cây gián đổ đẹp, mặc dù nó nhỏ nhưng mà ảnh cũng sắp chi đồ này nọ đầy đặn hết cho mình luôn à. Của cây số 7 hả ta? Số 7 anh ơi. Mấy cây nào số ghi lộn số rồi. Tiếp tục luôn. Cái số 7. Này, số 7. Mẹ hai cây số 5 rồi, cây số 5. Cây này sao cùng phải không? Cây sau cùng là cây này số 6. Dạ. Rồi có gì thì chụp màn hình lại giúp ảnh ha. Ảnh ghi lộn một số. Ghi lộn số. Rồi cây số 7 là một cây sâm núi trái. Lộn hai cây đổ. Thủy. Số 7. Đây là số 7 ha. Rồi. Quỳnh thân đây thì nó chỉ được có 11 thôi của chú ơi. Rồi cái tán độ nó từ cái đỉnh xuống đây là nó được 34. Chiều cao nó được 19. Rồi mã số 7 này xin giao lưu với cô chú là 500.000. 500 thôi ha quý chú, cũng dễ chơi ha. Dạ rồi đổi anh ơi. Tiếp theo luôn. Tiếp theo là mã số 8. Số 8 cũng là một cây sâm núi trái. Cây này cành rớt lắc vô lên ha. Cái thân lắc chứ. Cây siêu cành lã. Siêu cành lã. Thích hợp để bàn rất là đẹp đúng không ạ? Em xin vào thông số, cái hoành thân nó được 11, còn cái hoành cũ của nó, cái hoành cũ đế của nó thì nó được 25. 25, dạ. Rồi, ảnh cũng mắt cũng hơi kém mà. Mã số 8 xin cho lưu quý cô chú là 500.000. Cũng 500, duyên dáng dễ thương quý cô chú, 500.000 à. Để bàn được quý cô chú ơi. Dạ.
Thế vậy chứ mấy cây đó đóng mà cũng bóng thùng xốp cho mình á. Tại có tay cành nó trơn rồi, đâu có gối gì nữa. Đóng thùng xốp sao? Cái này thì chế đổ nữa nè, xanh núi trái. Đó, anh nuôi chi cành cũng già chi rồi nha chú. Mã số 9 cũng là một cây đổ. Dạ, cây đổ luôn. Cũng 500 này thôi. Đế đẹp nha quý cô chú, cũng 500 ngàn thôi. Dạ, 500 ngàn thôi. Giá mềm mại yêu thương. Quanh thân em đo đây thì nó 11. Rồi cái tán đổ của nó được 32. Đây nè, anh sắp cái dàn xương sẵn cho mình rồi nè. Chiều cao thì nó được 14. Nè, xương nè. 15. Đó, nuôi thêm còn thiếu cái ngọn, quý cô chú về nuôi thêm cái ngọn nữa. Rồi số rồi, 9 mã số 9 thì cũng 500 ngàn quý cô chú ơi. 500 luôn. Dạ rồi, bao ship tới nhà cho mình luôn ha. Số 10 là một cây sam. Cây này thì khá là mịn nè. Số 10 là một cây sam núi. Sam núi. Cây này nó cũng có tàn có bóng rồi quý cô chú. Dạ. Tròn anh ha, tròn trịa rồi. Rồi em xin vào thông số. Tròn nóc rồi. Cây này nó hơi to hơn cái kia. Đo vị trí này thì nó được 16. Chiều cao từ dưới mặt đất lên đây là nó được 24. Tổng cái tàn nó là được 34. Dạ. Rồi mã số 10 giao lưu quý cô chú là 600 ngàn. Rồi đổi luôn anh ha. 11. Xăm trái luôn đi anh ha. Xăm trái ha. Đây cây này đẹp mà quý chú ơi. Cây này đường thân đẹp. Số 11. Thân một cốt sữa lắc lượng. Rồi em xin vào thông số. Vị trí này thì nó được 11. Chiều cao từ mặt đế lên là nó được 38. Tổng cái tán ngang nó như vậy là nó được 38. Dạ. Rồi mã số 11 thì giao lưu quý cô chú là cũng 500 ngàn. 500 thôi anh hả? Cái này cũng 500 thôi hả? 500 ngàn. Rồi đổi luôn anh ơi. Tầm 7 tầm 3. 11. Tiếp theo. Mã số 12 phải không? 12. Số 12. Anh sợ ghi lộn. Số 12 là một cây mai chiếu thủy da đen đã lớn. Dạ. Cây này gió lùa bạc phong. Dạ. Được cái là nó sạch sẽ liền lạc. Em xin vào thông số. Quanh thân nó được 17. Chiều cao nó được 29. Tổng cái tàn nó gì là được 36 35. Dạ. Cái này chơi bạc phong luôn ha. Rồi mã 12 này xin giao lưu với cô chú là cũng 500 ngàn à. 500 anh ha. 500 ngàn. Rồi đổi giúp em luôn. Số 13. Tiếp theo luôn, 13 số ghi 10. Luôn đi anh, đếm thôi anh quên. 13 một, là một cây quái, một cây rễ mà chú thủy anh ha, mình làm thành một cây quái. Cái cọng rễ cho nó vô cái bình này, bình rượu á. Dạ. Cái chum rượu cần. Cái bình rượu cần của chú. Rồi, nó quái vậy nè. Treo treo vậy nè anh ha. Treo treo cái mấy cái này về làm cái thủ cảnh cho nó đeo đẹp đó. Giống như cái con gì nó chồm chồm xuống nó uống nước hay là nó làm gì đó. Rình. Mặt này nhìn như nguyên con thú. Dạ. Rồi mã số 13 này xin cho lưu với cô chú là 700 ngàn. 700 luôn anh hả? 700. Rồi. Rồi tiếp tục luôn. Tới mai chú thủy đi ha. Tới mai chú thủy, lá chung hả? Lá chung. Một số cây lá chung già cổ.
sửa rồi, tay. Mã số 14. 5. Dạ, mã số 14. Một cây trung nu. Rồi. Chiếc chi nhị diện nha quý cô chú. Dạ. Rồi em đo cái vành thân lớn của nó, đây là nó được 16. Chiều cao nó lên tới đây là được 44. Tán ngang về được 43. Rồi. Rồi mã số 14 này giao lưu với cô chú là 800.000. 800 thôi ha. Về 800. Mình cắt tỉa đồ thêm ha chú. Ở trên này thì nó cũng trên cái ngọn, ngọn còn thiếu một chút. Với cái tay này. Đó, giờ mình nuôi thêm thời gian nữa. Cho nó đầy lên. 800.000 thôi. 800.000 thôi. Rồi. Đổi luôn anh ơi. Rồi tiếp theo luôn, một cây trung nu nữa. Tiếp theo cũng là một cây trung nu. Cây này ông sửa theo cái form cây cảnh. Dạ. Cũng tròn hết trơn. Sửa dân mây. Không có dây gì hết anh ha. Hết dây rồi. Rồi mã số 15. Em xin chào thông số. Hoành thân nó đây rồi, vị trí này là nó được 24. Chiều cao từ mặt đế lên là nó được 58. Cái tán ngang nó như là được 53. Dạ rồi. Rồi mã số 15 này em xin giao lưu quý cô chú là 1 triệu. 1 triệu. 1 triệu. Dạ rồi. Đổi luôn. Rồi tiếp theo luôn. Nổi không anh? Nổi. Mã số 16. Này hơi cao to ha chú, to cao. Cũng là trung nu. Cũng là dáng này dáng trực. Chiếc chi ở dưới thì lên trên tứ diện. Dạ. Cái này thấy vậy chứ tiếp cũng khó lắm luôn chú. Nó cao. Cao tốn tiền lắm. Tiếp. Rồi em xin vào thông số. Em đo hoành thân vị trí này là nó được 20. Chiều cao lên tới đây là nó được 93. Rồi cái tán ngang nó là được 47. Dạ. Ở dưới thì hai tay này ha, lên trên thì tròn. Lên trên thì tứ diện. Quý cô chú muốn chơi thông thoáng đẹp thì thoát thân cao cắt hai cái này bỏ lên trên thì tứ diện, nhìn cái cây cũng đẹp. Rồi mã số 16 này xin giao lưu với quý cô chú 1.300.000. 1.300.000 quý chú ha. Cái này xếp 1 mét mấy này xếp cũng khá tùy. Đế nè. Rồi em xếp toàn quốc. Rút chảo quá bầu. Dạ rồi. Tiếp tục luôn anh ơi. Cặp lùng lực mấy cây kim quýt rồi mình giao lưu sau ha chú. Có mình ảnh này. Tiếp tục cũng là một cái gừng trung nu năm thân. Ồ cái này gừng nó trên thân luôn. Nó già lắm rồi chú. Nó già. Này mã số 17. Thay một cái chậu gọn gàng rồi lại nhìn đẹp lắm. Cây rất là đẹp nha quý cô chú. Rất là già cây. Này mấy ổng cho cái gừng trên thân mà có cái ổng có đi không để làm chi không á. Dạ. Vì quý không ảnh hưởng cho nên là thôi để đại. Đây nè, những cái tay này nó dày lắm luôn chú. Nó dày nhỏ nhưng mà nó dày cứng hết trơn. Cây này vì quý cô chú thay qua cái chậu đẹp là tỉa chơi thôi. Tỉa với lại mình bưng bê cho nó nhẹ anh ha. Ừ. Rồi em xin vào thông số. Đo vị trí này là nó được 33. Tán ngang thì nó được 42. Chiều cao là nó được 49. Dạ. Rồi mã số 17 này xin giao lưu với quý cô chú là 1.500.000. 1.500.000 cô chú ơi. Cây đẹp lắm quý cô chú ơi. Tròn mâm. Cây thành phẩm luôn rồi.
rất là già. Dạ, chiều gửi là cũng không chậu anh ha, ba. Không chậu. Rút chậu bó bầu. Chậu bó bầu. Đóng thùng vô cho mình. Dạ rồi, đổi luôn anh ơi. Cụm nhưng mà tròn trịa đầy đặn của chú cây thì già. À, tay cành thành phẩm, không còn dây sữa gì nữa hết. Đây một cây nữa nào cô chú. Rồi, tiếp tục. Vẫn là trung nâu anh hả? Trung nâu. Đây mã số 18. Đáng ra. 18. Đúng rồi anh ơi, 18. Cũng là một cái trung nâu. Còn cây này thì cây này nhìn rất là lực anh quý cô chú. Có cái thân đẹp anh ha. Thân rất là đẹp. Quay đèn rồi. Đây, cái thân nhìn mặt này cũng được bình thường. Nhìn rất là lực nha quý cô chú. Cây này nó rất là cổ thụ. Dạ. Nhìn cổ thụ anh ha. Rất là cổ thụ. Rồi. Rồi em vào thông số, em đo ở vị trí này là nó được 49. Chiều cao lên tới đây là nó được cũng 49 luôn. Tán ngang vậy thì được 40. Dạ rồi. Rồi mã số 18 này xin giao lưu với cô chú là 2 triệu. Cây này đẹp cây lắm nha quý cô chú. Quay quay cái cây rất là lực. Cho quý chú mình coi lại cái đường. Nhìn cái dáng cây này rất là cổ thụ nha. Cái thân nó là... Dạ. Đặc biệt mặt cắt nó kéo cũng cắt rất là kéo tốt. Mặt cắt kéo hết trơn rồi quý cô chú ơi. 2 triệu anh hả? 2 triệu. 2 triệu cho cây này. Rút chậu quá bầu nha quý cô chú. Đổi giúp em luôn ha. Rồi. Rồi cây này luôn đi anh. Cây kim bút này luôn quý cô chú ơi. Rồi tới một mã số 19 là một cây kim bút. Rồi một cây kim bút. Ảnh này ảnh có 4 cây kim quýt nha chú, 4 cây rất là đẹp luôn. Dạ. Yeah. Cái cây này là chiếc chi nghe quý cô chú, cây rất là đẹp. Chiếc chi nhị diện, chiếc chi nhị diện. 4 6 8 10 12 14 15 14 tay với một cái chóp. Quý chú thấy như cây thông vậy đó ha, giót lên trên rồi, giữ cái này đẹp quý cô chú ơi. Cây này ship thì ship khá nhiều nha quý cô chú. Xếp căng em xin chào thông số. Cái thành phẩm mà chưa xứng đáng để mình chơi nha. Cái quần thân đây nó được 23 này, nó có đế nhưng quý cô chú mèo không dám môi lên. Thế nó vậy không dám môi lên nữa. Quý cô chú gì chồng chậu rồi mấy cô chú khựi lên từ từ. Nó lòi đế lên. Cái quần thân tới đây là được 114. Rồi cái tán ngang nó ở dưới này đây là nó được 86. Dạ rồi. Rồi mã số 19 này em xin giao lưu với quý cô chú là 5 triệu. Em ship toàn quốc. 5 triệu anh ha. 5 triệu. Một cây rất là đẹp quý cô chú ơi. Cây này mà nuôi chắc dài đằng đẵng luôn anh ha. Cây này cũng mười mấy năm, 20 năm gì rồi. Giờ đây nè. Ông nói là mười mấy gần 20 năm gì đó. Dạ rồi. 5 triệu cho cây này ha. Rồi cây đó lên nổi không? Đây một cây rất là đẹp nữa đây. Mã số 20. 20 anh ha. Dạ. Cũng là một cây kim quýt thành phẩm. Cây này thì nó mẫu tử nha quý cô chú. Một cây cái này mẫu tử anh hả? Mẫu tử, ổng có mẫu tử. Đây cây con lên tới đây à, có 3 chi à. Dạ rồi. Mấy ông già xưa mấy ông chơi mấy ông nói mình cũng không gành gì cho lắm. Cây này nhìn rất là đã chú. Cây này rất là đẹp quý cô chú ơi. Sữa chỉnh chu ha, thành phẩm hết rồi, không có dây, không có gì hết. Đang cho hai mặt trái đều đẹp hết, mặt dạ. Nào cũng đẹp hết. Hai mặt nhìn đẹp. Đây trái rồi. Cái chín đỏ được ở trong này hết trơn nè, tại vì nó nằm lấp dưới lá. Rồi em xin vào thông số. Cái hoành thân nó ngay chỗ này là nó được 17. Còn cái nồi đế, cái củ đế nó đây là hảo hảo là nó được 46. Chuyên quýt mà nuôi tai cành thế này lâu lắm. Chiều cao đây được nó được 92.
Rồi tán ngang lớn dưới này là nó được 68. Dạ rồi. Rồi mã số 20 này em xin giao lưu với cô chú là 5 triệu. Em ship toàn quốc. Cũng cái 5 triệu anh ha, cái này ha. 5 triệu. Dạ. Yeah. Tay mâm thì của chú thấy ha, đó thành phẩm hết trơn rồi, không phải làm gì hết trơn. Cây này không phải làm hết, ví dụ chậu đẹp cắt tỉa theo cái form này thôi. Cây thì đang trái nhiều lắm chú, trái ở ngoài mình nhìn sẽ rõ hơn. Đó, trái rất là đẹp luôn nè ha. Trong chậu rút ra không đó anh ha? Trong chậu rút ra không à. Rồi 5 triệu luôn anh ha. 5 triệu. Cái này cũng bên đây cũng 5 triệu luôn nè chú. Cái này cũng 5 triệu, cái này cũng 5 triệu nó luôn. Nó trên lệch nha chú. Cây nào mặt tiền cũng đẹp hết. Dạ. Cái này thì nó hơi cao hơn cái đó. Cao hơn. Rồi, đổi giúp em ha. Rồi. Ơi. Rồi tiếp tục một cây kim quýt. Mã số 21. Mã số 21. Đây là chiếc chi nhị diện nha quý cô chú. Cái này thì có 6 tay với một chớp ngọn là 7 heo chú. Chiếc chi nhị diện. Dạ, cây cũng đang cho trái. Trái chín nhiều, nhiều. Trái kim quýt chín thì rất là đẹp luôn chú. Và mình chơi rất là lâu luôn. Từ cái lúc trái non cho tới trái chín lâu lắm. Mà nó chín rồi nó treo trên cây cũng rất là lâu. Rồi em xin vào thông số. Cây này có củ to lắm, chú đế đẹp lắm mà em không có dám môi đế lên, em sợ si cây. Đo hoành thân chỗ này, cái củ đây là nó được 28. Dạ. Này có cái cũ luôn ha. Chơi cái cũ. Còn cái quần thân hay cái eo chỗ này là nó được 19. Dạ. Rồi cái tán ngang nó đây qua đây là nó được 79. Cái chiều cao nó lên tới đây là 116. Hồi đó người ta cắt cái phôi lúc ở dưới chút, nói ngọn lên cắt ngay đây nè. Lâu quá. Rồi mã số 21 này em xin giao lưu với quý cô chú là 4 triệu. Em bao ship toàn quốc. Dạ, 4 triệu anh ha. 4 triệu. Mấy cái này ship cũng căng thôi. Tiền ship nhiều lắm quý cô chú ơi, tiền ship gần cả triệu à. Dạ. Nó cao có tầm 1,5 m luôn quý chú ơi, 1,5 m là đo cồng kềnh ra thì phí ship cao. Cũng cao. Đó, còn thí dụ gần gần hơn hoặc là lấy mà có xe lấy nguyên lô 4 cây này thì anh bớt cho mình heo chú. Tới giường thì sẽ bớt lại. Dạ rồi, tiền. Tiếp tục anh ơi. Đây cây cuối. Đây mã số 22. Cây cuối luôn. Này cũng là cây cuối cùng. Cây này cũng to cao nhất luôn. Cây này là cao nhất trong cái số cây kim quýt này. Cây này thì không biết ông sửa cái này chứ bằng cái gì không biết nữa. Nó chùm qua nó chùm lại thôi. Rồi. Mưa quá quá chú. Cái này tứ diện không ra tứ diện này tam diện qua tay ba nơi rồi. Dạ, nói chung là cũng mang tay nữa nhưng mà 8 tay với một ngọn là 9. Dạ. Mấy ổng nó là củ phẩm gì đó không biết nữa. Nhưng mà kiểu như tới đâu mình lấy tới đó thôi anh ha. À. Tới đâu lấy tới đó luôn. Rồi vị trí này luôn anh ơi, nhìn đây đúng rồi, vị trí này luôn. Rồi em xin vào thông số, đo chỗ cái hoành thân ở chỗ này là nó được 16. Còn cái nồi đế đẹp lắm nha quý chú, đế đều hết trơn à. Cái này nó hút 1,5 m rồi à... hút bằng cái thước dây luôn rồi. 1,5 m tính bầu luôn là tầm khoảng 1,9 m này gì nữa là nó hút không tới 1,9 m cỡ 1,8 m á tổng luôn á, là mấy tám. Cái này không biết bao ship toàn quốc được hay là không cái nè. Rồi quay giùm em nha, quay bộ đế này. Đế rất đều rất đẹp nha quý cô chú. Mấy cây này là ổng sướng, nó là mười mấy 20 năm hết trơn á. Dạ. Rồi trái thì trong này nhỏ này, trái nó nằm lấp ở dưới, thì mình bẻ mâm cho nên trái thì nó nằm lấp dưới lá. Đó. Thì đi em chắc cái bầu gọn dưới ngắn lại bớt một chút nghe quý cô chú. Dạ rồi. Rồi cây này giá sao đây anh Út ơi? Cây mã số 22 này cũng giá 4 triệu, bao ship toàn quốc. Được toàn quốc thì nó nhận cây thì ship nghe quý cô chú, còn không nhận cây thì thôi bên
nó quy định là 1,5 m cái này, hơn 1,5 m biết có nhận không biết. Dạ à, có gì mình trao đổi thêm anh ha. Rồi rồi rồi, 4 triệu em bao ship trước mắt là vẫn toàn quốc rồi chú. Ở trường hợp có gì thì ảnh sẽ thông báo cho mình ha, cũng thông cảm mà, tại vì có khi bưu cục không nhận thì mình cũng bó tay luôn. Rồi à, kết thúc anh ha. Rồi cái kết thúc cũng em cảm ơn quý cô chú đã chân thành ủng hộ em, em cảm ơn. Dạ rồi vậy thôi anh ha. Rồi dạ, liên hệ với Út qua số điện thoại con có để trên tiêu đề hoặc trên màn hình hiểu chú, để mình trao đổi hoặc mình giao lưu. Còn quý chú xem kênh chưa đăng ký thì con mời quý chú mình đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để khi có clip mới mình sẽ theo dõi và giao lưu nhiều hơn nữa. Con chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô chú.